Chúng ta cùng đi vào cái phần cực kỳ quan trọng ở trong chuyên đề lượng giác của các bạn, đó chính là cái việc giải phương trình lượng giác. Nào, bây giờ chúng ta đi vào cái phương trình lượng giác cơ bản trước, tức là phương trình lượng giác đối với hàm sin, cos, tan và cotan nhé. Nào các em cùng nhìn giúp thầy. Ở đây chúng ta sẽ có ngay, giả sử chúng ta có sin u bằng sin v. Sin u bằng sin v. À thì bình thường chúng ta thấy ngay là cùng là sin rồi, hai góc này thì chắc chắn nó phải như nào các em nhỉ? Bằng nhau, đúng không nhỉ? U chắc chắn là bằng V thôi. Nhưng các bạn phải nhớ thầy thêm này, bởi vì sin nó tuần hoàn với nhau theo chu kỳ bao nhiêu các em? K2π. Thầy đã dạy cho các em ở bài trước rồi đúng không? Vậy thì ở đây khi mà U bằng V thì các bạn cho thầy thêm cộng với K2π nữa, tuần hoàn với chu kỳ K2π. Và đồng thời ở đây cái góc của chúng ta ấy, U các bạn cũng có thể là bằng π trừ dV cộng với K2π nữa. Π trừ dV. Lý do đơn giản cực kỳ luôn. Đây này, các bạn nhìn trên vòng tròn lượng giác giúp thầy. Chụp sin đúng không? Để chụp cos. Không này. Rồi, giả sử thầy thấy một cái góc của thầy đi, đây là góc alpha của thầy. Thì ở với góc alpha này chúng ta sẽ có sin ra một giá trị. Thầy đánh dấu x thì chỗ này này. Đấy. Thì bây giờ đây là góc alpha u bằng v. Ok rồi. Đấy. Cái thứ hai là chúng ta lấy pi trừ dv, pi trừ v, đây là góc alpha của chúng ta nhé. Pi là gì? Pi đây này. Tức là 180 độ đúng không các em? Trừ đi v. Chúng ta trừ đi v. Đây là góc v của chúng ta. Đấy, góc alpha ấy, các bạn trừ đi. Trừ đi tức là chúng ta chỉ lấy mỗi từ pi này, trừ đi thì chúng ta lấy còn đoạn này thôi đúng không? Sóng sang bên này. Thì các bạn thấy cái giá trị của nó vẫn là giá trị chữ x gì chưa? Đấy, nhá. Nên thành ra là chúng ta sẽ có hai thằng, một là v cộng kp, hai là pi trừ v cộng kp. Tất nhiên là với k thuộc z rồi. Được chưa? Tiếp tục chúng ta sẽ có cos u bằng cos v. Cos u cos v là gì? U sẽ bằng V luôn, cộng K2P, như thường xin không? Và chúng ta có thêm một thằng thứ hai là U bằng trừ V cộng K2P. Thì đoàn thầy sẽ nói gộp là U bằng cộng trừ V cộng K2P nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ có V đây, góc alpha của bạn như này. Thì bây giờ chúng ta trừ alpha góc nào? Đây này, chúng ta đi ngược lại đúng không em nhỉ? Đi ngược lại, đây là chiều xuôi, đây là chiều ngược, có giá trị âm. Và đây là alpha này, thì cùng một giá trị alpha này thì các bạn thấy ngay cốt, nó vẫn ra cùng một giá trị x gì chưa? Được thấy không nhỉ? Vậy thì ở đây là U cộng K2P và trừ U bằng V cộng K2P và U bằng trừ V cộng K2P. Nhớ nhé. Và thằng tan thì chỉ có một thằng thôi. Rất dễ nhớ là U bằng V cộng với KP. Bởi vì tan tuần hoàn với nhau theo chu kỳ bao nhiêu các em? Là pi đúng không nhỉ? KP. Vậy tức là cotan cũng thế thôi. Như y hệt tan là U bằng V cộng KP. Thì bây giờ các bạn chỉ cần nhớ cho thầy bốn thằng này thôi. Và tất cả các bài toán liên quan đến giải phương trình lượng giác về sau các bạn đều quy về những cái thằng cơ bản này để các bạn giải. Được chưa nhỉ? Rồi, các em có thể dừng video lại một chút xong rồi chúng ta ghi vào trước khi thầy sang cái phần tiếp theo. Bây giờ thầy sẽ sang các cái trường hợp đặc biệt. Các trường đặc biệt. Nào, bây giờ chúng ta trường đặc biệt như sau này. Cos u bằng 0. Cos bằng 0 đây này. Cos bằng 0 khi nào? Cos chỗ này bằng 0 này này. Đấy, đây chụp cos đúng không em nhỉ? Nó bằng 0 khi nào? Bằng 0 khi mà x của các bạn là bằng pi trên 2 hoặc là bằng gì game nhỉ? Trừ pi 2 chỗ này. Vậy thì cứ quay nửa vòng tròn nó quay về vị trí làm cho cos bằng 0. Đúng không? Nửa vòng tròn giống cho cos là nó có bằng 0. Tức là khi cos bằng 0 thì là pi trên 2 cộng với gì các em nhỉ? Kp, nửa vòng tròn mà. Cứ nửa vòng tròn là kp nhá. Vậy tương tự như thế sin bằng 0 khi nào? Đây là trục sin của các bạn. Nó bằng 0 khi nó từ đây gióng vào hoặc từ đây gióng vào. Tức là chỗ này là 0. Cứ quay nửa vòng tròn tiếp theo các em. Tức là 0 cộng với kp. Các em hiểu nhỉ? Thì người ta ghi tắt là kp thôi nhá. Và ở đây tiếp tục là cos u bằng 1. Đây, 1 đây này, là trị 1 đây. Đây là âm 1 này, sin đi từ trừ 1 đến 1 và cos cũng vậy, trừ 1 đến 1. Vậy thì đây nó bằng 1 khi mà nó ở góc 0 luôn, tức là 0. Quay đúng một vòng tròn nhá, thì nó mới về vị trí 1 đúng không các em nhỉ? Tức là 0 cộng với gì các em nhỉ? K2pi. Hiểu chưa? Phải hiểu bản chất như thế thì các bạn mới học được lượng giác. Chứ còn học vẹt thì rất dễ bị nhầm nhá. Tiếp tục về sin bằng 1 khi nào? Đây, sin đây các em ạ, bằng 1 khi mà chúng ta quay bao nhiêu đây các em nhỉ? Pi trên 2. Được chưa? Pi 2 là 90 độ. Xong rồi cứ quay một vòng tròn mình quay về vị trí làm cho sin bằng 1, tức là pi trên 2 cộng với k2pi. Và tương tự cos u bằng trừ 1 khi nào? Cos đây các em ạ, bằng âm 1 khi mà chúng ta nó quay ra chỗ này này là góc pi này. Thì quay đúng một vòng tròn mới quay về vị trí làm cho cos bằng âm 1, tức là pi cộng với k2pi, được chưa? Và tương tự với thằng sin u bằng trừ 1, sin bằng trừ 1 nên thành ra là u các bạn là chỗ này này bằng trừ pi trên 2 quay đúng một vòng tròn cộng với k2pi. Đấy, đây là cách để nhớ nhanh những cái thằng lượng giác góc đặc biệt. Và các bạn phải nhớ thằng này thì các bạn làm nhanh được, chứ còn dùng máy tính vẫn xa nhá, thì nó vẫn là cũng được thôi, nhưng mà lâu.
trong trắc nghiệm như thế thì các bạn sẽ thua cuộc ngay lập tức ấy, nên các bạn phải hiểu cho thầy cái vòng tròn tự giác rất quan trọng như này. Từ đây các bạn suy nghĩ được hết những thằng đặc biệt này thôi, được chưa nhỉ? Thì các em có thể tua lại một lần nữa để nghe thầy giảng qua cái phần này. Rồi, thì bây giờ chúng ta đi sang phần tiếp theo. Chúng ta đi vào câu số 1, giải phân trình sin của 2x trừ pi 4 bằng 1 phần 2 có nghiệm là gì? Nào, thì bây giờ chúng ta thấy là gì nhỉ? Có 4 đáp án nhỉ, các bạn không quan tâm đáp án gì cả, các bạn cứ giải bình thường là đã. Còn về sau thầy sẽ dạy các bạn cách nhìn đáp án để các bạn chọn chọn cái phần câu trả lời đúng ở trong phương trình này sau. Đó là cái phần thầy sẽ dạy các bạn bấm máy tính Casio ở cuối cùng cơ. Nhưng hiện tại là chúng ta vẫn phải tính cái gì bằng tay trước. Tức là chúng ta phải hạ tự luận được tốt đã, sau đó chỉ sang những bài phức tạp các bạn mới giải được. Chứ còn thầy mà cho các bạn bấm máy tính luôn sang bài phức tạp léo các bạn cũng tịt là chết giờ nhá. Phải nắm được kiến thức nền tảng đã. Nào, bây giờ chúng ta cũng đi vào bài toán. Ở đây chúng ta có sin của 2x trừ pi 4 bằng 1/2. Mà lúc nãy thầy chỉ dặn các bạn là sin u bằng sin v thôi, tức là u bằng v cộng với k2π, hoặc là u bằng pi trừ đi v cộng với k2π, đúng không nhỉ? Đấy, có hai trường hợp như thế. Vậy các bạn sẽ thấy ngay là 1/2 là có phải sin đâu anh, thì chúng ta phải biến về gì? À, biến 1/2 về sin, đúng không? Nào, chúng ta cùng nhìn cho thầy. Sin của 2x trừ pi 4 bằng bao nhiêu đây? Bằng 1/2. Vậy thì các bạn phải đưa thằng 1/2 về theo gì các em nhỉ? Sin. Vậy các bạn biết thừa là 1/2 muốn theo sin, các bạn ấn shift sin của 1/2 là ra rồi, được chưa nhỉ? Nhưng ở đây chúng ta đang thấy góc của các bạn đang là góc radian, nên các em phải chuyển máy tính sang chữ radian để bấm nhé. Chúng ta ấn gì kìa, shift mode và chọn số 4, được chưa nhỉ? Đây thì bấm cho các bạn ấn nhá, shift mode, được chưa nhỉ? Shift mode và chọn số 4, các bạn thấy chữ rad ấy, các bạn chọn cái thằng đấy thôi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thấy ngay là khi các bạn bấm như thế xong là các bạn thấy 1/2 chính là góc của bao nhiêu độ các em nhỉ? 30 độ, 30 độ là sin của pi trên 6. Đấy, nhầm luôn, cái mấy cái này các bạn học thuộc được rồi nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chia hai trường hợp vào thầy. Một là 2x trừ pi trên 4 bằng pi trên 6. Đấy, u bằng v, thầy nhắc lại cho các bạn bên này nhé. Sin u bằng sin v khi nào? À, khi mà ở đây thầy có u bằng v cộng với cả 2 pi, hoặc là u bằng gì các em nhỉ? Pi trừ đi v cộng với cả 2 pi. Được chưa? Đây này, u bằng v cộng gì nữa các em? K2π tuần hoàn theo chu kỳ K2π. Và cuối cùng chúng ta lại có điều gì nữa? À, u bằng pi trừ v, pi trừ v pi trên 6 cộng với K2π. Rồi, đến đây thầy sẽ bắt đầu tính toán ra thôi. Nào, các bạn tính toán thử nhé. Y bằng bao nhiêu? Các em chuyển về với thầy này, 1/6 cộng cả 1/4 cộng 1/6, xong các bạn sẽ chia cái về cho 2 nữa, đúng không các em? Là 5pi trên 24. Đấy, chia cái về cho 2x bên này nữa. 5pi chia cho 24 cộng với k2pi mà chia cho 2 bên này nữa thì còn là kpi thôi. Đấy, chuyển hết thằng pi sang về cộng với nhau. Tương tự ở dưới thầy có cái điều gì đây? À, 1 trừ đi 1/6 này, 1 trừ 1/6 cộng với cả 1/4 nữa, chuyển về sang thầy còn là 13pi trên 24. 13 pi trên 24. Được chưa? Thế các em ấn hệ số thôi nhé, đừng có ấn pi làm gì mất thời gian ra. Ví dụ thầy ấn là 1 trừ đi 1/6 cộng 1/4 thôi. Được chưa nhỉ? Rồi cái với chia cho 2 thì còn k pi. Rồi, đến đây k trừ z nhé. Kết thúc bài toán. Rất ngắn gọn thôi. Vậy các bạn thấy ngay là 5 pi trên 24 cộng k pi. 5 pi trên 24 cộng k pi đây, con này. Và 13 pi trên 24 à? À, đáp án A các em ạ. Đáp án A nhé. Rồi, để kết thúc câu số 1 cho các em. Các em ơi, câu số 2. Nghiệm dương bé nhất của phương trình sin của 2x cộng pi trên 2 bằng sin của pi x cộng pi trên 4 là gì? À, thầy có luôn sin u bằng sin v chưa các em? À, vậy thì các bạn triển khai luôn cho thầy là u bằng v cộng với gì được các em nhỉ? K2pi hoặc u bằng pi trừ v cộng K2pi. Vậy thầy sẽ triển khai luôn cho các em nhé. Tương đương thầy có điều gì đây? Triển khai này. U bằng v là 2x cộng pi trên 2 bằng v là bằng x cộng pi trên 4. Đúng không nhỉ? À, cộng thêm K2pi. À, u bằng v, hoặc ở đây là u bằng pi trừ v là bằng pi trừ v. V ở đây là cả cái cụm x cộng pi 4, các bạn phải cho vào ngoặc nhá, không người lại sai hết một loạt đấy. Đấy, cho ngoặc như này, được chưa nhỉ? Cộng với k2pi. Rồi, đến bây giờ thì các bạn chỉ việc chuyển vế và tính toán ra thôi. Nào, thầy chuyển vế tương đương 2x trừ đi x thì còn x thôi, đúng không? Bằng pi trên 4 trừ pi 2 thì còn là trừ pi 4, trừ pi 4 nhá, cộng với k2pi. Rồi, thằng ở dưới xem nào. 2x có chữ x ở đây là 3x. Vậy thì chỗ này là 3x. Thì có 3x cơ.
x bằng bao nhiêu đây? Xem nào, 1 trừ 1 phần 4 này, 1 phần 4 này, trừ 1 phần 2 này, xong tất cả chia cho 3 này. Và thì có là pi trên 12. Pi trên 12 cộng với cả k2 pi trên 3. Đấy. Thì nhà làm nhanh như thế nhá. Các bạn chuyển vế sang và các bạn chia cả hai vế cho hệ số đứng trước x là được. Vậy thì có được hai nghiệm như này rồi. Nhưng bây giờ người ta hỏi các bạn là nghiệm dương bé nhất của phương trình là gì? Nghiệm dương bé nhất thì bây giờ nó lại nghiệm ấy, nó lại phụ thuộc vào k anh em ạ. Ví dụ đây, các bạn nhìn trên cái bảng của thầy, ở đây là k nhé, k này, đấy, đây là x này, đấy, nào k và x. Bây giờ giả sử đi, k bằng 0, k bằng 0, luôn luôn chúng ta đi từ tầng 0 trước nhé, xong rồi chúng ta liên lên xuống xuống sau, k bằng 0 chỗ này bằng âm pin 4 là nghiệm âm rồi, là không thỏa mãn. Tiếp tục thầy có k bằng 0 chỗ này, nên x bằng bao nhiêu các em? Pi trên 12, à số dương, chúng ta lấy thằng nó, pin 12, tạm thời như thế đã. Nào, tiếp tục nhé, thầy tăng lên một chút là với k bằng 1, k bằng 1 chỗ này là trừ pin 4 cộng với cả 2 pi, 2 trừ đi 1 phần 4 đúng không? Thế còn 7 phần 4, 7 pi trên 4. Nào, k bằng 1 thì thay vào đây tiếp này, 2 pi trên 3, 2 phần 3 cộng với cả 1 phần 12 thì có là 3 phần 4 đúng không? 3 pi trên 4. À, thì thấy ngay là hai cái nghiệm này của thầy ấy, nó đều lớn hơn thằng pi trên 24, à pi trên 12 chưa? Vậy thì so sánh các nghiệm dương này thì rõ ràng nghiệm dương này đang nhỏ nhất. Nếu như các bạn tăng thằng 1 lên, vậy thì các bạn tăng 2 lên là không cần thiết rồi, đúng không? Tăng 1 nó đã quá lớn rồi, lớn hơn cái thằng 0 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lùi xuống một chút xem nào, trừ 1. À, âm 1 thì k bằng âm 1 cho nên là trừ 2 pi, trừ pi 4, nó là nghiệm âm các em ạ. Tương tự thế, thì thay k bằng âm 1 vào đây là trừ 2 phần 3, cộng với cả 1 phần 12 đúng không? Nó làm số âm là trừ 7 pi trên 12. Đấy, cũng làm số âm luôn, thầy không nói, số âm ở đây làm gì? Không được rồi, vậy tăng không được mà giảm cũng không xong. Thì có bạn còn một cái thằng với k bằng 0 là x bằng pi trên 12. Vậy nghiệm dương nhỏ nhất của chúng ta nó chính là x bằng pi trên 12. Chọn đáp án A. Được chưa các em? Nhá. Rồi, vậy thì thầy kết thúc cho bạn câu số 2. Các em ơi, chúng ta sang câu số 3. Phương trình cốt của 5x cộng pi trên 3 cộng 1 bằng 0 có bao nhiêu nghiệm thỏa mãn x từ trừ pi trên a trừ pi trừ đến 2 pi. Bây giờ thầy muốn các bạn dừng video lại một chút cho thầy, sau đó các bạn nghĩ cho thầy nhá. Rồi, bắt đầu thầy chữa cho các bạn này. Bây giờ cốt cộng 1 chúng ta làm nhiều phương trình kiểu này. À nhưng mà hoàn toàn các bạn thay cái thằng cộng 1 này, các bạn chuyển sang với bên phải. Vậy chúng ta sẽ có cốt của 5x cộng pi trên 3 bằng bao nhiêu kem nhỉ? Trừ 1. Thế nên thì giải ok rồi. Nhắc lại cho các bạn này, cốt U và bằng cốt V đúng không? Các bạn phải chuyển cái thằng âm 1 ấy. Đây này, cốt của 5x cộng pi trên 3 nó bằng gì kem nhỉ? Âm 1. Thế kem ấn shift cốt của âm 1 thì nó ra là cốt của bao nhiêu kem? Cốt của pi. Được chưa nhỉ? Đến đây các bạn có cốt U cốt V rồi đấy. Vậy cốt U cốt V thì tương đương ở đây là U bằng gì kem nhỉ? U bằng V cộng với K2pi. Hoặc là U bằng trừ V cộng K2pi. Được chưa nhỉ? Trừ V cộng K2pi. Rất dễ nhớ nhá. Nào, bây giờ chúng ta đi vào bài toán. Ở đây các bạn sẽ có chuyển về sang không rồi. Các bạn sẽ có U bằng V cộng với K2pi. Đấy. Hoặc là U bằng trừ V cộng K2pi. Được chưa? Nhưng ở đây các bạn để ý với thầy này. Khi các bạn sử dụng cái U bằng V cộng K2pi này thì các bạn sẽ nhận ra là ô, tại sao em làm như thế thì nó lại ra có một nghiệm thôi. À, đó là giá trị đặc biệt. Thầy đã dặn kem từ đầu rồi. Đấy, đặc biệt thì nó ra khi các bạn giải cả hai thằng này ra, nó chỉ ra một giá trị thôi. À, khi cốt x bằng âm 1 thì ra luôn là cái thằng 5x cộng pi này bằng bao nhiêu luôn kem? 5x cộng pi trên 3 sẽ bằng pi cộng K2pi luôn. Ở pi quay đúng một vòng tròn, nó quay về vị trí làm cho nó bằng âm 1. Đấy, khi các bạn giải hai trường hợp ra nó cũng ra y hệt trường đặc biệt luôn. Rõ chưa? Nên thế bắt các bạn nhớ trường đặc biệt để giải nhanh là vì thế đấy. Rồi, vậy thì các bạn sẽ giải ra được cho thầy, chuyển vế sang và các bạn chia cả hai vế với 5 là các bạn được ngay cái giá trị x rồi. Nhưng ở đây đề bài người ta cho các bạn là x từ trừ pi cho đến thằng 2 pi. Nên cái việc này chúng ta sẽ thấy ngay, à thầy lắp cái thằng x vào trong này, thầy có 2 pi trên 15 cộng với k 2 pi trên 5 đi từ trừ pi cho đến 2 pi. Được chưa các em? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào? À, các bạn thấy là chúng ta phải lấy giá trị k nào đó mà nó phải thuộc ở trên cái đoạn này. Thì bây giờ làm nào để thuộc, các bạn cùng nhìn giúp thầy bên này nhé. Ở đây thầy sẽ bắt đầu xử lý này. Thầy phải tìm ra thằng k như nào đã. À, k tìm rất đơn giản. Các em sẽ nhìn nhá. Là thầy sẽ chuyển 2 pi 15 sang về bên trái và chuyển 2 pi 15 sang về bên phải và chia cả về cho 2 pi trên 5 để ra được thằng k. Vậy thì các bạn sẽ giới hạn được thằng k ngay lập tức thôi. Giới hạn được thằng k ngay lập tức. Chuyển này. Thầy nhắc lại nhé. Chuyển 2 pi trên 15 sang bên trái, 2 pi 15 sang bên phải. Thầy để mỗi thằng k một mình ở giữa thôi mà.
ta chia k về với 2 pi trên 5 thì được k là từ trừ 17 phần 6 đến 14 phần 3. Để cho các em nhỉ. Thì trừ 17 phần 6 bằng bao nhiêu? Các bạn nhìn này, trừ 17 phần 6 nó xấp xỉ là bằng 2,8, âm 2,8. Và tương tự là 14 phần 3, nó hơn 3 một chút thôi, hơn 4 một chút thôi, 4,6. Rồi, nhưng ở đây các bạn phải nhớ là k của bạn thuộc vào đâu? Thuộc z, đúng không nhỉ? K thuộc z nên rõ ràng là nó không thể là lẻ lẻ này được, mà nó phải tròn. Vậy thì chỗ này nó đi từ bao nhiêu các em? Âm 2 cho đến gì các em nhỉ? Đến 4 thôi. Hiểu chưa nhỉ? Âm 2 đến 4 thôi nhé, không có đến 5 đâu, không nằm tròn nữa đâu. Nó nhỏ hơn 5 mà. Đấy, k thấy phần nguyên thôi. Vậy thì k đi từ trừ 2 đến 4 nó có giá trị gì các em nhỉ? Trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2, 3, 4. Vậy thì phương trình của các bạn sẽ có 7 nghiệm thỏa mãn. 7 thằng k mà, nên có 7 nghiệm thỏa mãn. Đấy, với x từ trừ pi cho đến 2 pi. Vậy các bạn sẽ chọn được đáp án C thôi thầy. Được chưa nhỉ? Rất dễ nhớ thôi và rất dễ hiểu là việc các bạn chuyển về sang và giới hạn thằng k. Rồi, vậy thì thầy kết thúc cho các bạn câu ví dụ số 3. Chúng ta sang ví dụ số 4 các em nhé. Phương trình lượng giác nào sau đây vô nghiệm? Các em hiểu vô nghiệm là chúng ta không thể giải ra được, đúng không? Nào, chúng ta thử con A. 3 sin của 3x cộng 1 bằng 2. Vậy thì sin của 3x cộng 1 sẽ bằng 2 phần 3, đúng không em nhỉ? 2 phần 3 của các bạn có giải được không? Được chứ, bởi vì sin của các bạn đi từ trừ 1 đến 1 nó vẫn nằm trong cái thuận thỏa mãn. Đấy các bạn, thấy ngay đáp án A đúng rồi, là chúng ta ra được nghiệm. Nhưng sin của 3x cộng pi 2 bằng sin 3x cũng giải ra thôi, đúng không các em nhỉ? Giải ra thôi, u bằng v cộng k2 pi mà. Rồi, và u bằng trừ v cộng k2 pi, pi trừ v cộng k2 pi nhá. Sin u bằng sin v, con b đúng, con c nào. 2 cốt của 3x trừ pi trên 4 trừ 5 bằng 0, tức là chuyển 5 sang là còn 5 phần 2, đúng không? Cốt của 3x trừ pi 4 bằng 5 phần 2, mà 5 phần 2 là 2,5. 2,5 nó lớn hơn 1 mất rồi, bởi vì cốt của phá sin các bạn đi từ đâu đến đâu thôi, trừ 1 đến 1, mà thằng này 5 phần 2, chắc chắn là thằng này không giải được. Các bạn loại được ngay đáp án C. Vậy, ở trong câu này có mỗi thằng C là bị vô nghiệm thôi, nhá. Tương tự, thằng D là u bằng v và u bằng trừ v cộng k2pi. Đấy, các bạn thấy có thể ngồi giải ra từng thằng một cũng được, nhưng mất thời gian ra, nên các bạn phải đánh giá được ngay là thằng nào vô nghiệm. Được chưa nhỉ? Vậy thì thầy kết thúc nhanh được câu số 4. Chúng ta đi vào câu số 5. Nghiệm dưỡng nhỏ nhất của phương trình cos của 3x cộng với trừ pi 3 bằng cộng cos x bằng 0. Bây giờ chúng ta sẽ có hai thằng cos bằng nhau, tức là cos u bằng cos v, đúng không các em? Nhưng hiện tại là đang hai thằng cos cộng với nhau. Vậy các bạn phải chuyển về nó sang, đúng không các em? Nào, chúng ta cùng chuyển về các em nhé. Chúng ta sẽ có thằng cos của bao nhiêu đây các em? 3x trừ pi trên 3 bằng bao nhiêu nữa nhỉ? Bằng trừ đi cos x. Nhưng mà chúng ta mới chỉ học là cos u bằng cos v thôi. Nhưng hiện tại ở đây chúng ta sẽ có là cos của u lại bằng trừ đi cos của v. Thì các em phải làm nào để mất đi dấu trừ bên này này. Đấy, nó không như thằng sin. Trừ sin thì các bạn có thể đẩy thành sin của trừ x, bởi vì cos đối, sin bù đúng không? Thì chúng ta sẽ có là sin của trừ x bằng trừ sin x mà. Bây giờ mất dấu trừ này như nào? Các bạn lại nhớ lại thầy cái công thức thường gì nhỉ? Cos đối, sin bù, phụ chiếu, khác, pi tang. Cái công thức đặc biệt thầy đã dạy cho các em ở buổi đầu tiên, nhắc lại công thức lượng giác. Vậy khác pi tang là gì? Ở đây tức là tang của pi cộng với x nó vẫn là tang x. Còn tang của cotang của pi của x nó là vẫn là cotang x. Nhưng riêng cos và sin của pi cộng với x nó lại bằng trừ đi cos x. Được chưa nhỉ? Nó bằng trừ cos x. Vậy thì các bạn thấy ngay là thầy có thể mất dấu trừ bằng cách là thầy dùng công thức là hơn kèm pi. Chúng ta sẽ có 3x trừ pi trên 3 của thầy nó bằng gì đây? Cos của pi cộng với x gì? Được chưa các em? Đến đây thì rất đơn giản rồi. Các bạn cho cos u bằng cos v là xong. Nào các bạn cùng nhìn bên này giúp thầy nhá. Ở đây chúng ta sẽ có chuyển về sang x cộng pi rồi. Vậy thì chúng ta sẽ có hai thằng u cộng v, u bằng v cộng k2pi hoặc u bằng trừ v cộng k2pi. Các bạn dễ dàng giải được hai thằng x thôi, là các em chuyển hết thằng pi sang một vế và thằng x sang một vế. Vậy ở đây chúng ta sẽ chia cả hai vế cho cái hệ số trước x. Vậy các bạn sẽ được nghiệm là x bằng 2pi trên 3 cộng kpi và x bằng trừ pi trên 6 cộng kpi trên 2. Cái này không vấn đề gì cả, việc giải con này là quá tầm thường rồi, đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta đang tìm nghiệm dương nhỏ nhất cơ. Vậy các bạn phải thử từng thằng k một, đúng không em nhỉ? Nào, chúng ta thử thằng k nhé. Thầy thử với k bằng 0 trước xem nào. K bằng 0 nha, k bằng 0. Nào, thầy cho các bạn k này. Hai thằng x đúng không? X trên x dưới đi. X trên x dưới thì 2 thằng x đi. Nào, nhớ cho thầy là luôn đi từ thằng 0 xong rồi trổ lên và trổ xuống. Ở đây chúng ta sẽ có k bằng 0, x bằng bao nhiêu? 0 chỗ này sẽ là 2pi trên 3, đúng không? 2pi trên 3.
Nào không thêm vào đây nó là trừ pi 6, nó là nghiệm âm các em ạ. Đấy, không thỏa mãn rồi. Đấy, loại ngay lập tức đúng không? Thầy tăng lên k bằng 1 sẽ như nào? 1 ở đây là 2 pi trên 3 cộng với cả pi. Vậy thầy có cả 5 là 9 pi trên ở đâu? 5 pi trên 3 đúng không? 5 pi trên 3 đúng không? 5 pi trên 3. 5 pi trên 3. Ở dưới là x bằng bao nhiêu đây? Thầy cho bằng 1 à. Bằng 1 chỗ này sẽ là 2 pi trên 6 là pi trên 3 đúng không? Pi trên 3. Pi trên 3. Ok chưa? Rồi. Thì tăng lên với k bằng 2 sẽ như nào? K bằng 2 nhé, k bằng 2. 2 thêm vào đây. Nghiệm dương của nó lại tăng to lên rồi, đúng không các em nhỉ? Càng to, chúng ta sẽ có là gì? À, 2 phần 6 cộng với cả 2 pi. Nó cũng to to thằng này, cái chắc này. Thái cũng to hơn luôn này. Đấy. Đây, thầy thử bấm nó mạnh nhá. 1 này, 2 cộng với 2 phần 3. Vậy thì 8 phần 3 pi. Đấy. Ở dưới ra bao nhiêu đây? 1 phần 2 này, nhân 2 này. Cộng trừ đi 1 phần 6 này. Có 5 phần 6. To quá rồi. Đấy, lên trên là các bạn thấy ngay là đoạn này nghiệm nó to hơn các nghiệm còn lại. Thầy sẽ thử giảm k thằng xuống. Tăng này không ổn được nhá. Thầy sẽ đi giảm. Giảm k xuống ở âm 1. Thử xem như nào. K mà âm 1 thì thay vào đây. Vậy chỗ này sẽ là trừ pi. Cộng với cả 2 pi trên 3 thì còn là trừ pi trên 3 đúng không các em? Nhưng ở đây là nghiệm âm thì không thỏa mãn nữa rồi, thằng loại ngay lập tức. Tương tự thấy nghiệm âm thái cũng nghiệm âm này, thằng cũng loại ngay lập tức. Vậy thì chúng ta chỉ có ba nghiệm dương nó nhỏ nhỏ này để so sánh với nhau, thì trong ba thằng này có mỗi thằng pi 3 nhỏ nhất thôi. À vậy thì pi trên 3 nhỏ nhất đúng không các em nhỉ? Khi mà k bằng bao nhiêu các em? K bằng 1. Vậy các bạn hoàn toàn chọn được đáp án gì? Đáp án D. Các lớp có hiểu không nhỉ? Rồi, đấy là thầy vừa kết thúc cho các bạn câu vừa rồi, chọn đáp án D nhé. Và chúng ta cùng chuyển sang câu tiếp theo. Nào các em, tìm họ nghiệm của phương trình cos của 4x cộng 5 pi trên 5 trừ đi sin của 2x bằng 0. Bạn này chúng ta xử lý như nào đây? Ở đây chúng ta phải chuyển sang một vế nhé. Trước khi thầy làm thì muốn các bạn thử làm cho thầy trước đi đã, trước khi thầy chữa cho các em. Nào, thầy chữa chưa? Ở đây chúng ta sẽ có này, cos của 4x cộng cả pi trên 5 bằng chỗ này là sin của 2x, thì chuyển về sang đấy. Nhưng mà chúng ta mới học là gì rồi? Sin u bằng sin v hay cos u bằng cos v? Hay tăng u bằng tăng v thôi. Hay cos tăng u bằng cos tăng v. Hiện tại lại có sin u bằng sin v. Góc lệch nhau như này thì các bạn phải đưa nó cùng cùng một góc sin hoặc là cùng một góc góc cos. Vậy đưa về cùng góc sin góc cos như nào? Các bạn đã nhớ cho thầy công thức là gì? Cos đối sin bù phụ chéo. Đúng không nhỉ? Phụ chéo. Chéo tức là chúng ta đưa sin được về cos và đưa cos được về sin dựa trên cái phụ chéo đấy. Phụ là hơn kém nhau bao nhiêu? 90 độ đúng không? Phụ liên tưởng đến bằng độ phụ, thầy dạy cho các bạn rồi đúng không? Liên tưởng hình độ phụ của thầy là góc 90 độ. Nào, vậy thì phụ chéo sin của 2x, góc phụ chéo nó chính là pi trên 2 trừ đi gì thôi các em nhỉ? 2x. Được chưa? Phụ chéo nhá. Đến đây thì công việc giải cực kỳ đơn giản rồi. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhìn trên này cho thầy. Ở đây phụ chéo sẽ là pi trên 2 trừ 2x. Các bạn thấy ngay là u bằng v cộng với k2pi hoặc u bằng trừ v cộng với k2pi. Thấy chưa? Đảo lại dấu cho thầy. Vậy các bạn ra được hai thằng x rồi là pi trên 20 và trừ 7 pi trên 20 cộng với k2pi trên 3 và k2pi. Đấy, dễ rất dễ dàng. Và các bạn chọn được hai đáp án A thôi. Được chưa nhỉ? Quan trọng mấu chốt của bài này chính là cái phần góc góc phụ như này. Để các bạn đưa sin về cos và đưa cos về sin. Nhớ nhé. Các bạn nào quên thì các bạn trở lại video ở bài trước cho thầy cái phần công thức lượng giác cos đối sin bù phụ chéo. Thì bây giờ thầy sẽ kết thúc cho các bạn câu số 6 này, được chưa nhỉ? Chúng ta chuyển sang câu số 7. Nghiệm của phương trình sin của 3x bằng trừ đi sin x là gì? Bây giờ chúng ta có sin u bằng sin v thôi, nhưng ở đây là sin u lại bằng trừ sin v. Các bạn mất đi dấu trừ này. Chúng ta công thức là gì nhỉ? Sin của trừ x bằng trừ sin x. Đúng không các em? Cos đối thôi mà, có mỗi cos của trừ x bằng cos x thôi nhá. Cos đối. Đây thằng đặc biệt nhất, nhưng có còn các thằng khác là cos hay là sin hay là tan hay là cotan của trừ x bằng đều bằng con số âm lần trước. Vậy ở đây chúng ta sẽ có ngay sin của thằng 3x của các bạn ấy. Nó bằng gì luôn các em nhỉ? Sin của thằng gì? Trừ x. Đến đây công việc giải là công việc rất tầm thường luôn rồi. Chúng ta sẽ có ngay hai nghiệm thôi. 3x bằng gì thôi? Trừ x cộng với k2pi. U bằng v cộng 2pi hoặc u bằng gì các em nhỉ? Pi trừ v, trừ trừ là cộng thôi. Cộng k2pi. Rồi. Đấy, tương đương thầy giáo sẽ có x bằng bao nhiêu đây? Chuyển ra là 4, vậy còn kpi trên 2. Hỏi bằng bao nhiêu các em? X sẽ bằng thằng này là pi trên 2 cộng với kpi. Để cho các em nhỉ? Vậy thì đây chúng ta sẽ thấy ngay là chẳng có đáp án nào thỏa mãn ở trong cái phần này cả.
có mỗi đáp án D thôi, đáp án khác nhé. Mình chọn đáp án D. Đi chơi nhỉ? Thế cái câu số 7. Nào, câu số 8. Nghiệm của phương trình sin bình x cộng sin x bằng 0. Thỏa mãn điều kiện. Trừ pi trên 2 đến pi trên 2. Nào, bây giờ chúng ta tìm ra x mà nhiều kem nhé. Ở đây là sin bình cộng cả sin x. À, rõ ràng là thầy chưa dạy các bạn cái giải phương trình bậc 2 kiểu như này. Nhưng tuy nhiên các bạn hoàn toàn có thể giải được thông qua việc là chúng ta nhóm nhân từ chung ra. Đúng không kem? À, nhìn ra ngay đúng không nhỉ? Vậy các bạn sẽ có phương trình tương tự như nào đây? À, thầy nhóm sin x nhân từ chung ra ngoài. Rất dễ thôi. Thầy còn trong ngoặc là còn sin x cộng với số 1 thôi bằng 0. Vậy thì thầy sẽ chia làm hai trường hợp ra kem ạ. Một là sin x của thầy bằng 0. Hai là sin x của thầy bằng bao nhiêu kem? Trừ 1. Rất dễ. Đúng không em nhỉ? Đến đây giải có đơn giản rồi, toàn góc đặc biệt thôi. Bằng 0 khi nào? À, các bạn nhớ lại cho thầy. Bằng 0 khi mà nó sóng sang cái trục sin bằng 0 ấy, đó chính là góc 0 cộng với cả k pi. Vậy chỉ là 0 cộng k pi thôi. Còn sin bằng 1 khi x bằng bao nhiêu? À, pi trên 2 là do sin bằng 1. Quay đúng 90 độ đúng không? Nhưng quay đúng một vòng tròn. À, trừ 1 à? Là trừ pi trên 2. Quay đúng một vòng tròn là cộng với k 2. 2 pi. Được chưa nhỉ? Vậy k thuộc phải thuộc vào z. Bên ta xem nghiệm nào là thỏa mãn. Nó đi từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2. Ở đây các em nhé, nhìn nào. Vì x của các bạn ấy đi từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2. Nên cái thằng này k này, k bằng 0 thì x bằng 0 thỏa mãn rồi. Đúng không nhỉ? K bằng 0. Nào, thầy thử nhé. K này. Đấy, x này. Có 2 thằng x đúng không? Thầy cứ cho 2 x này đi. Bây giờ với k bằng 0 trước. 0 thì thằng này bằng 0. 0 thì thằng này bằng trừ pi trên 2. Đúng không? Trừ pi trên 2. Tiếp này. Tăng lên bằng 1. 1 thì thằng này bằng pi. Thằng ở dưới bằng bao nhiêu đây? À, 1 là 2 pi trừ đi pi trên 2 bằng 3 pi trên 2. Rồi. Cả hai nghiệm pi và pi trên 2 đều không nằm ở trên cái đoạn từ trừ à, khoảng từ trừ pi 2 đến pi 2. Vậy nên cao 1 là loại rồi, đúng không? Cao 1 loại. Các em âm 1 xem nào. Cao 1 xem có nghiệm nào nữa không? Âm 1 thay vào đây là trừ pi. Âm 1 thay vào đây là trừ 5 phần 2 pi. Đều không thuộc trên cái khoảng từ trừ pi 2 đến pi 2. Trừ pi 2 không thỏa mãn rồi, bởi vì ở đây chúng ta lấy khoảng mà. Khoảng là lớn hơn trừ pi 2, không thể bằng pi trên 2 được. Hay trừ pi 2 được. Vậy các bạn có mỗi giá trị 0 thôi. Chúng ta chọn được đáp án này nhé. Thế kết thúc cho các bạn câu số 8. Chúng ta sang câu số 9. Phương trình tan của 4x cộng pi trên 3 trừ đi tan của pi trên 6 trừ 2x bằng 0 có bao nhiêu nghiệm dương nhỏ hơn pi? Ok, chúng ta bắt đầu xử lý kem nhé. Các bạn dừng video lại và làm cho thầy xem cái thằng tan u bằng tan v là như nào. Nào, bây giờ thầy chữa cho kem nhé. Tan của 4x cộng pi trên 3 của chúng ta bằng bao nhiêu? Bằng tan của pi trên 6 trừ 2x. Đúng không nhỉ? Tương đương ở đây chúng ta sẽ có điều gì? À, tương đương chúng ta sẽ có tan u bằng tan v. Vậy các bạn sẽ có hai thằng u bằng v bằng pi trên 6 trừ đi 2x. Đúng không nhỉ? Cộng với k2pi. À, xin lỗi các bạn. K2pi. Một giá trị thôi. Đấy, u bằng v cộng k2pi thôi. Đây là giá trị đối với hàm tan, nhắc lại chưa? U bằng v cộng k2pi. Nhớ nhá. Thì bây giờ các bạn sẽ xử lý xem x bằng bao nhiêu nào. Tính nhá. Nhầm nhá. X bao nhiêu đi. Nào, pi trên 6, vi trên 6. À đây là pi trên 3, thì ghi nhầm. Đấy, đầu ghi thảo viên. Nó một đằng xong rồi lại ghi xong một nẻo. Thì thoảng sẽ bị nhầm chỗ đấy. Nào, 1 phần 6 trừ 1 phần 3. Chuyển 2 sang là còn 6. Chia tất cả cho 6 tiếp. Là trừ pi trên 36. Ồ, này, có nhỏ quá nhỉ. Cộng k pi trên 6. Ok, nhá. Cộng k pi trên 6. Nghiệm dương mà nhỏ hơn pi à? Ừ, nghiệm dương nhỏ hơn pi. Ra thử xem nào. Nào, chúng ta cùng xem k. K này nhé, x đây. Đấy, k và x đây. Ở đây chúng ta sẽ thử nghiệm với k từ thằng 1. Nào. Nghiệm dương nhỏ hơn pi. Nghiệm dương đúng không kem? Pi. Nào, nghiệm dương nhỏ hơn pi. Thầy thử nhá. Với k bằng 0 trước này. K bằng 0. Đấy, k bằng 0. K bằng 0 thì nó ra số âm kem ạ. Đấy, k bằng 0 ra số âm. Trừ 3, trừ 1 phần 36. À, thôi. Đấy, nó ra được là âm 1 phần 36. Trừ pi trên 36. K bằng 1 xem nào.
1 thay vào đây, vậy chúng ta sẽ có là trừ 1 phần 36 cộng cả 1 phần 6, đúng không? Là 5 phần 36. 5 pi 36, nghiệm dương là thỏa mãn rồi. Ok, tiếp tục. Nghiệm âm nữa, trừ 1 phần 36 cộng mấy cả? Nó ra 11 phần 36 các em ạ. 11 pi trên 36. Ồ, vẫn nhỏ pi, vẫn ok chứ. Đằng số 3 nào, nó ra được là 17 pi trên 36. Con số 4 xem nào, ra bằng 23 pi trên 36. Con số 5 xem nào, nó ra 29 pi trên 36. Con số 6 xem nào, nó ra 35 pi trên 36. À, vẫn nhỏ pi thôi. Con số 7, 41 pi trên 36. Ok. Rồi, nhưng 41 pi 36 thì nó lớn hơn gì được em nhỉ? Lớn hơn pi mất rồi, đúng không? Thay đùi xuống xem có nghiệm dương nào nữa không? Thế thử với k bằng âm 1 đi. K bằng âm 1. Nó ra được số âm các em ạ, trừ 7 pi 36. À, vậy thì càng lùi xuống thì càng không ok rồi. Hai thằng này không ok nghiệm âm. Được chưa nhỉ? Vậy các bạn sẽ có tổng cộng là 6 nghiệm dương thỏa mãn. Chúng ta chọn được đáp án A nhá. Thì các bạn sẽ làm nào để bấm máy cho nhanh cái phần thay cái giá trị k này. À, các bạn nhìn thấy nhá. Chúng ta nhập vào máy tính như sau này, nhập vào máy tính là trừ pi trên 36, tức là thầy chỉ nhập trừ 1 phần 36 thôi cho nhanh, trừ 36 cộng với cả, à chỗ này là k thay đổi liên tục, bỏ thằng pi nhá, vậy thì k thì còn là x gì đi trên trên 6 chưa nhỉ. Chúng ta thay đổi x liên tục là các ấn can thôi, ấn can, ví dụ x bằng 1 thì các bạn can x bằng 1, x bằng 2 thì can x bằng 2, rất nhanh. Là làm thế thì hay hơn là việc chúng ta cứ ngồi sửa lại cái k này để bấm nhá. Rồi, vậy thì thầy kết thúc cho các bạn câu số 9. Được chưa nhỉ? Tang rất đơn giản, hai cô tang y hệt con tang thôi, là u cộng v, u bằng v cộng k pi. Rồi, vậy thì thầy sẽ kết thúc cho các bạn cái phần phương trình cơ bản đối với cái hàm lượng giác. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký ở phía dưới và ấn vào quả chuông thông báo nhỏ nhỏ ấy để các bạn nhận được toàn bộ những cái bài giảng hay nhất và những kỹ thuật giải nhanh tuyệt vời nhất từ thầy.